liên quan đến vụ việc bé N.P.H. sinh năm 2018 rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung. Thanh Xuân được người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội cứu thoát. Sáng mùng 1 tháng 3, chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Nguyễn Ngọc Mạnh để có thêm thông tin về sự việc. Từ sáng sớm, rất đông họ hàng, người thân cũng có mặt tại đây để gửi lời chúc mừng đến người hùng. Sau một đêm mất ngủ, chị Phùng Thị Thủy, vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non, vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc. Hôm qua, khi chồng về, thấy chân đi khập khiễng, quần áo bẩn. Chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi có hỏi nhưng không thấy anh Mạnh trả lời. Sau đó anh quay ra chào bố mẹ, rồi kể chuyện hôm nay anh cứu được một cháu bé. Khiến ai nấy nghe xong đều rất phấn khởi và xúc động. Tôi thì ở bên trong câu được, câu không. Lúc sau thấy hàng xóm chạy sang gọi hỏi, tôi thì vẫn chưa biết chuyện gì. Lúc đó lấy điện thoại ra thì được chị gái mở cho xem clip, lúc đấy mới biết chuyện, chị Thủy nói. Người vợ của người hùng cũng cho biết thêm, từ hôm qua đến giờ hai vợ chồng cũng chưa nói chuyện nhiều do anh Mạnh đi ăn sinh nhật. Cách mấy hôm trước, trong lúc tôi còn đang dán bánh chưng, anh ấy đi tới nói với tôi cuối tuần này cho anh đi sinh nhật, hôm qua dù xảy ra sự việc như thế nhưng anh vẫn đi. Đêm qua, khi anh về tôi thấy tâm trạng anh ấy vẫn còn bần thần, tay còn nhức, sau đó, tôi đi lấy thuốc cho chồng mình uống và xoa bóp cho anh ấy. Khoảng 4 giờ sáng, tôi thấy anh Mạnh mắt lim dim ngủ tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút, chị Thủy kể. Nói về tính cách của chồng chị cho rằng, anh Mạnh là người hiền lành, có lòng tốt nhiều lần bị gây khó khăn khiến chị phát bực lên. Anh Mạnh có lòng tốt từ ngày xưa, biết quan tâm tới mọi người, nhiều lần người khác làm mình gặp khó khăn, lừa mình nhưng anh cũng kệ. Tuy vậy, nhược điểm của anh Mạnh là sức khỏe yếu, từ nhỏ đã không được như người bình thường nên rất vất vả, đi chở đồ cho khách thì hay bị đau lưng. Nhưng đó lại là nguyên nhân khiến anh Mạnh gặp được một nửa của đời mình. Trước khi lấy nhau, tôi ở cùng xóm trọ với anh Mạnh, khi ấy anh hay bị ốm lắm. Có hôm anh đi nhổ răng khôn về, ốm nằm liệt trong nhà nhưng không có ai chăm. Lúc đó có anh trong xóm nói mãi tôi mới sang chăm, thực sự tôi rất thương anh. Ở trọ chúng tôi cũng hay trêu sao mà thanh niên hay ốm vậy, người như này thì bao giờ mới lấy được vợ. Rồi một lần, tôi về nhà anh Mạnh giả làm người yêu để anh ấy ra mắt bố mẹ. Thế nhưng nó lại gặp sự cố và tôi tự nhủ không bao giờ về nhà đấy nữa, anh Mạnh lúc đấy bảo đang ở rồi còn không về nữa à, chị Thủy cười. Cũng chính vì lòng thương, hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, sau vài tháng quen biết, anh Mạnh ngỏ lời yêu, chị Thủy đồng ý và cả hai đã tiến đến hôn nhân. Hiện tại, anh Mạnh và chị Thủy đã sinh được hai cô con gái. Sau sự việc trên, không chỉ riêng anh Mạnh, chị Thủy cũng được cộng đồng mạng vào Facebook cảm ơn, động viên. Vì không thể trả lời hết được từng người, qua đây, chị Thủy cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã gửi lời chúc đến gia đình chị.